Có rất nhiều người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề là đã kết hôn thì có thể được đứng tên một mình trên sổ đỏ hay không? Muốn biết là bạn có thể được đứng tên một mình trên sổ đỏ dù đã kết hôn hay không thì còn phụ thuộc vào việc mảnh đất bạn mua bằng tài sản riêng hay bằng tài sản chung của vợ chồng. Và căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 33, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã quy định cụ thể như sau. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng được thừa kế riêng, tặng cho riêng hay vợ chồng có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Và nếu trong trường hợp mà không chứng minh được mảnh đất mua bằng tài sản riêng thì mảnh đất này sẽ được coi là tài sản chung của vợ chồng. Ngoài ra thì căn cứ theo quy định tại khoản 4 điều 98 Luật Đất đai đã quy định cụ thể như sau. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ tên vợ và họ tên chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận ghi tên một người. Và đây cũng chính là quy định được nêu tại khoản 1 điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình. Như vậy thì căn cứ theo như quy định nêu trên thì có thể thấy là nếu trong trường hợp mà mảnh đất đó được mua bằng tài sản chung của vợ chồng thì phải ghi đầy đủ tên của vợ và chồng trong sổ đỏ. Trừ trường hợp là dù mua bằng tài sản chung nhưng vợ chồng lại có thỏa thuận là chỉ ghi tên một người trên sổ đỏ thì bạn sẽ được đứng tên một mình trên sổ đỏ. Ngoài ra thì cũng có một trường hợp khác là nếu mà bạn mua mảnh đất này bằng tài sản riêng của mình thì có thể được đứng tên một mình trên sổ đỏ. Và nếu trong trường hợp mà chẳng may có tranh chấp xảy ra thì bạn cũng cần phải chứng minh là mảnh đất này được mua bằng tài sản riêng của mình. Ngoài ra thì còn một trường hợp nữa cũng gây ra rất nhiều những tranh cãi là nếu trong trường hợp chưa kết hôn nhưng lại chung sống với nhau như vợ chồng thì có được đứng tên đồng sở hữu trên sổ đỏ hay không? Thì căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 98, Luật Đất đai năm 2013 đã quy định cụ thể như sau. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận. Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Như vậy thì căn cứ theo như quy định nêu trên thì có thể thấy là mặc dù chưa kết hôn nhưng nếu cả hai cùng góp tiền và cùng mua mảnh đất đó thì có thể đứng tên đồng sở hữu trên sổ đỏ. Như vậy thì qua video vừa rồi, luật sư Ít đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề đã kết hôn thì có được đứng tên một mình trên sổ đỏ hay không? Hay là việc chưa kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng thì có được đứng tên đồng sở hữu trên sổ đỏ hay không? Nếu như các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ luật sư Ít nhé! Luật sư Ích đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.